Xuống đây nó ép cho bằng hết, bằng cái lò xo kìa. Qua cái nó gật xuống thì nó há cái miệng này kia ra, thì bánh xe kia đẩy đẩy trượt trượt trên đường cao treo lên, tùy vào đường cao bao nhiêu tự do thôi. Hai thằng bánh chuyển động ra là kia nó cứ cố gắng phục phát lên. Kéo mở cửa này, đóng vào bằng tay nhưng mà nó chỉ gạt xuống cứ không gạt thì tao này mở cửa như có phanh. Anh để cái lò xo nó trượt qua nó bưng lên đấy, gảy lên gảy lò xo này, gảy lên. Gạt chưa, gạt đầu ý còn chưa đấy, nó gạt mới mà kẹp như là kìm chết này. Ta chủ động không phải điều chỉnh là này. Đất luôn rồi.
cái này nó chịu tải gấp 5,5 lần cái khối lượng của người này người ngồi đây. Nghĩa là mình đây đang ngồi 5 người thì nó chưa, 10 người thì nó phải được 50 người. À thế à? Vâng. Người ta đã chất tải thử như thế để chịu cái cabin này rồi. Và yên tâm, nó rơi một phát nó rơi xuống đất luôn. Ở đây nó không có cái gì đỡ đâu nhá. Đất cáp cũng rơi xuống đất luôn, mà tụt cây ngàm kèo cabin cũng xuống đất ngay. Con này còn sống nữa. Trường hợp đứt chứ còn có trường hợp nào đâu này mất điện mới treo lơ lửng hết á. Mất điện thì nó có máy phát điện dự phòng, có những cả trường hợp những kéo hộ bằng tay thì người ta dùng với các cái trạng thái gần nhất. Hai bên này là cáp cả lên cả xuống, là vừa treo và vừa cáp vận chuyển. Hai cái dây đằng ngoài là cáp tín hiệu truyền về tháp điều khiển, ở giữa này là vừa là cáp treo và trên đấy là đường dây điện. Không, đây nó chỉ có sợi cáp này không này. Nó chỉ có cặp chúng cái này hay nó nhả cái kẹp cáp này ra thôi. Đây cái cáp nó đứng yên, cái của mình là cái cabin nó đứng yên so với cáp đấy chứ. Anh nhìn này, sợi cáp nó di chuyển đấy chứ còn. Nhưng mà... Nó cái cấu kẹp đây này, nó cái cấu kẹp mình nhìn ngang này. Nên đi qua mấy cái trục mà. Bây giờ không, cái trục nó ăn thuyền mặt dưới mà nó đỡ poly mà. Cái sợi cáp nó chạy hay là cái đầu này nó chạy? Cái sợi cáp chạy, còn cái này của mình, cả cái cáp là đứng yên, cabin này đứng yên so với cáp. Đây là... giữa hai bánh xe trên. Không, cái này là điểm tì thôi. Cái này là điểm tì chứ à, còn cái tang chủ động. Nó, à? Nó ở phía trên, cái tang trên nó kéo mà. Đây là cái sợi cáp nó chạy à? Đúng rồi, là sợi cáp nó chạy. Vậy là tàu không chạy mà đường ray chạy à? Vâng, đúng rồi, đúng như thế. Chính xác chứ. Mình hiểu như thế rồi. Đúng rồi. Mình cứ tưởng là cái này mà tự là sao nó lại chạy được nhá. Cái buồng này sao nó lại chạy được? Cái này với cái thì so với cáp là đứng yên so với cáp, còn cáp kia nó mới chạy thôi. À, cáp nó chạy. Vâng. Cáp nó chạy quanh cái tang đứng yên mà. Cái bánh chủ động. Ở ngay cái nhà ga mình vừa xuống nó sẽ quay, nó cứ cứ quay đi thì là vòng tuần hoàn thôi. Rồi. Một chiều lên một chiều xuống. Võng thì nó như đường dây điện thôi, chúng ta trọng tải thì nó phải võng như vậy. Bao nhiêu năm họ thay lại cái gì cáp này? Chắc cũng là. Nó có thời hạn này theo nhà sản xuất ấy, kiểm tra kiểm định nên là mới biết được. Đường ray đứng yên là tàu hỏa chạy, như đây là tàu hỏa đứng yên mà đường ray chạy. Nguyên lý cũng hay. Thế là mình từ hồi mình cứ hỏi biết trong đầu chứ ai dạy trả lời được, làm sao mà cái này nó tự động mà nó lại chạy như cái dây này được, sao nó lôi được nặng thế. Mình nghĩ đó là bây giờ biết là cái gì cáp nó chạy. Dưới nước thì máy dở bài.
bắn sóng với nhau á. Ờ xuống mai gì con bây giờ ba về mà. Đi đâu dữ vậy hả? Con có quà gì cho ba chưa? Mà có thấy giọng con nhỏ không? Ơi. Mãi trong người coi thấy giọng con lắm. Giọng con lắm. Ba đi cắp treo. Cắp treo. Ba ơi.
dừng lại các cabin này, chim nó trèo lên đây nó ngủ nữa. Thoải mái. Nhà cho thuê mỗi cabin này là như một phòng khách sạn. Ngủ. Ngủ đây nhỉ. Còn mình đi lên là dây cắp ngoài trong cùng kia. Giữa là cắp nhỏ chắc là cho tải hàng hóa nhân viên. Đây là cắp xuống đây. Bậc thang nó lên đỉnh rồi. Bây giờ là xuống là chủ yếu là thang này, không mở thang kia nữa.